Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang có mặt tại số 1 Đội Cung, quận 11. Thì thấy một cái xe bánh này, xe hot dog, bánh cá. Thì có rất là nhiều người đứng chờ mua nè. Mình vào mình mua, mình ăn và mình chia sẻ với cả nhà nha. Này, bánh hot dog là 8.000. Bánh cà dế, này có bánh cà dế nữa nha cả nhà. Bánh cà dế 2.000. Bánh cá 5.000. Trong này làm rất là nhiều khuôn luôn à. Đông á, mấy anh đang làm rất là nhiều khuôn. Đây mình đứng mình quay cách làm. Mình đổ bột vô cái khuôn nha các nhà. Rồi dắt nhân lên. Xíu nữa là chín. Đây mình xin vào anh cho mình quay nha cả nhà. Khoảng bao lâu thì cái này nó chín anh? 3 phút. Rất là nhiều cái hình thù luôn á. Này có bí này, hình mặt cười. Ngôi sao. Rất là vui nha cái này. Cô bé này có lấy bánh cà dế không? Đâu có. Có 5 cái. Giọng anh chủ rất là dễ thương luôn. Nói rất chuyện rất là nhẹ nhàng. Rất là nhiều người tới mua bánh cá nha cả nhà. Này bánh cá là làm bên trong, làm bên trong đúng không anh? Mình vô mình quay bánh cá. Đây. 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 Con cá này. Đẹp quá cô ha. Rồi. Khoảng 3 phút là chín hả con? 5 phút. 5 phút lận. Này nó nặng đô hơn cái ngày ha. Này có đá chó sủa quá. Hùng lắm à cô? Hùng lắm à? Chắc là 4 người rồi đó. Chắc 4 người rồi. 4 người rồi đó. Dạ. Đá chó này hùng quá, chắc 4 người. Đây là khuôn là bánh cá này cả nhà. Này bánh cá có phô mai. Chà bông hả? Là thập cẩm. Một cái như thế này mấy nghìn cô? 5.000. 5.000 thôi nha cả nhà. Rất là rẻ. Ba loại nguyên liệu cho một cái bánh cá. Chưa cô à? Bán bánh này hả? Dạ. Bánh này là 20 năm rồi. 30 năm rồi. 20. 22 năm có. Mấy cái khuôn này là mà chắc mình đặt chứ đâu có cô hả? Có. Mua ngoài có. Mấy khuôn mình mua là có sẵn cái khuôn luôn hả cô? Có sẵn hết á. Là chỉ cần về mình làm thôi. Hay ha. 5 phút 59 nha cả nhà. Khách khá đông nha cả nhà. Mấy anh làm không kịp luôn. Ba người bán mà sai sở nhiều khi không kịp. Đông khách chờ mua nha cả nhà. Mọi người thấy xe xếp hàng ngoài kia. Đây chín rồi nè cả nhà. Đây chín rồi đúng không cô? Rồi mình có làm thêm cái bước này nữa không cô ha? Lấy ra dạ.
thú vị luôn. Khi nào ăn thì sẽ shop thêm. Làm liên tục chứ hả con? Liên tục. Dạ, khách đông quá mà. Đây. Ba cái khuôn luôn á. Quét cái này lên nhớ đỡ dính hay sao con? Đúng rồi. Tại vì cái khuôn thì xài lâu quá rồi đó. Dạ. Cái chảo không dính vậy, xài lâu quá. À. Nó phải hở không dính rồi. Dạ. Mấy giờ tới mấy giờ con? 2 giờ đến 10 giờ. 2 giờ chiều. Dạ. Đến 10 giờ đêm. Dạ. Dạ. Tiệm này cũng hơn 20 năm rồi nha cả nhà. Trong các loại bánh của mình thì bánh nào được khách mua nhiều nhất con? Như bánh nào cũng bán đều. Bán đều á. Chứ không phải là riêng bánh cá không à con. Còn thấy bánh cá nhiều người mua ghê á. Bánh hot dog, bánh cà vé là cũng thích. Dạ. Ba cái loại này. Dạ, hết rồi, từ thời cô luôn á, từ bà bán luôn đúng không? Đây, đây là bà bán đi rồi xong rồi truyền lại cho con cháu đúng không bà? Dạ. Giờ bà sức khỏe thì lớn tuổi thì bà ngồi bà gói bọc thôi. 80 rồi. 80 tuổi rồi. Ngồi xếp bọc. Đây. Còn con chị là con của bà. Dạ. Con gái. Con gái thứ tư. Con gái thứ tư của bà. Rồi. Anh chị em bán không ạ? À? Dạ, còn hai anh này là cũng là con của bà luôn ạ. À? Dạ. Em. Với là nhà mình cũng đông người cô ha. Dạ. Đây. Ăn là mình quét bơ lên rồi cô. 6 cá luôn chị ơi. 6 cá. Công phu lắm chứ, để ra được một cái bánh chứ đâu đơn giản hay cô ha. Lúc từ lúc mấy giờ chị? 18 chừng mở ra là có người đã mua. Dạ, mình thấy làm liên tay mà không kịp bán luôn. Rồi.
chị gói cho em nha. Ra ngoài này em đứng ăn. Đây là bánh cá của mình nha mọi người. Mọi người nhìn cái đẹp không? Cái ngồi chờ mua bánh cá đó cả nhà. Đây để mình ăn xem như thế nào nha. Nhìn nó đẹp quá cũng không nỡ ăn luôn á. Đây. Bờ nóng quá. Bánh ngon nha cả nhà. Mọi người nếu có dịp thì qua bên đội cung thì ăn ghé ăn thử nha. Một cái như thế này chỉ có giá 5.000 thôi, rất là rẻ luôn. Mọi người nếu có dịp thì ghé ăn thử xem như thế nào nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.